Chào các em nha, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài số 11, ôn tập về hình học, trang 13-14, vở bài tập môn toán lớp 3, tập 1. Các em nhớ đây là tập 1 nha. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em đã sẵn sàng, nhớ là chúng ta có cuốn tập hay là cuốn vở ghi nhớ, giấy nháp để chúng ta làm bài nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chú. Đó, bài của chúng ta nè, bài số 1. Câu A, người ta yêu cầu mình tính độ dài đường gấp khúc ABCD. Đó, họ cho mình nè. Đoạn AB là 42cm, BC là 26, CD là 34. Vậy thì để tính được cái độ dài đoạn đường gấp khúc này thì chúng ta chỉ cần để cộng tất cả những đoạn này vào thôi. Được chưa? Và anh ta sẽ trả lời luôn nhé. Độ dài. Độ dài đường gấp khúc. Muốn hết mực mà. Cái bút của thầy muốn hết mực rồi quá. Đường gấp khúc A B C D là đó, các em sẽ cộng hết tất cả nó vào bao nhiêu? 42 này. 42 là đoạn AB cộng với BC là 26 cộng với 30 34. Rồi, bây giờ chúng ta thực hiện phép cộng ra ngoài thôi. Được chưa? Rồi, chúng ta sẽ tiến hành nè. 42 mà cộng với 26. 2 cộng với 6 thì bằng 8. 4 cộng 2 bằng 6. 68 ta cộng tiếp với 34 nè. 8, 6, 10. 8 với 4, 12 viết 2 nhớ 1. 6 cộng với 3 là 9. 9 nhớ 1 là 10. Vậy sẽ bằng 102, đơn vị là cm. Được chưa? Và chúng ta có đáp số độ dài đường gấp khúc là 102 cm. Rồi, xong. Tiếp theo chúng ta đến câu B. Họ yêu cầu mình tính chu vi hình tam giác MNP. Đó. Vậy thì chu vi hình tam giác thực ra chính là bằng tổng tất cả những cái cạnh của hình tam giác này cộng lại với nhau thôi. Được chưa? Đó, còn về chu vi thì các em chưa học, đến lớp 5 các em mới học là công thức tính chu vi hình tam giác, đúng không? Vậy thì chúng ta cũng trả lời luôn thôi. Chu vi này rất dễ rồi, thầy sẽ không phải giảng gì nhiều. Chu vi hình tam giác MNP là sẽ bằng gì? Các cái cạnh này cộng vào nhau thôi, sẽ là 26 này cộng với 34 cộng với 42. Rồi, chúng ta cộng vào. 26 cộng với 34 này. 6 cộng với 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng với 3 bằng 5, 5 nhớ 1 là 6, được chưa? Rồi tiếp tục ta cộng với 40, 12. 0 cộng 2 bằng 2, 6 cộng 4 bằng 10. Vậy kết quả cũng bằng bao nhiêu? 102 cm. Dễ như ăn cháo đúng không? 102 cm. Và đây chính là đáp số. Như vậy thì cả hình tam giác và cái đường gấp khúc này đều có chung là 102 cm, đúng không? Đấy. Xong. Ta đến bài số 2 nè. Bài số 2 thì yêu cầu mình đo độ dài mỗi cạnh rồi tính chu vi. Câu A là hình tứ giác này. Giờ các em dùng thước các em đo và các em viết vào đây. Ta đo cạnh đầu tiên, đó là cạnh AB. Đó, sẽ bằng mấy đây? 3 cm nhá. Cạnh này bằng 3 cm, các em viết vào đây. 3 cm. Rồi. Cạnh CD
ta chú ý đặt cho nó đúng điểm. Rồi cạnh CD này bằng mấy? 2cm này. Các em viết đây là 2cm. Rồi cạnh DC này chắc chắn thì bằng AB rồi. Cạnh này bằng gì? Bằng 3cm. Và cạnh này thì sẽ bằng cạnh BC thôi, cũng bằng gì? 2 thôi, đúng không? Đấy. Cái cạnh này bằng 2cm. Rồi, chúng ta có 4 cạnh rồi thì chúng ta sẽ tính được chu vi thôi. Chúng ta trả lời chu vi hình. Hình này là hình gì? Tứ giác này. Hình tứ giác. Thực ra nó là hình gì? Bình hành đó. Nhưng mà chúng ta chưa biết hình đó, lớp 5 mới học nha. Em nào cần tìm hiểu thêm thì các em thể tìm hiểu trên mạng. Sẽ là bao nhiêu? 2 cộng 3 cộng với gì? 2 cộng với 3. Đó, sẽ bằng bao nhiêu? Đây, chúng ta cộng nhầm được rồi. 2 cộng 3 bằng 5. 5 cộng với 2 bằng 7. 7 cộng với 3 bằng 10cm. Đó. Và đáp số là 10cm. Rồi, dễ như ăn cháo, đúng không? Xong. Tiếp theo chúng ta sang trang số 14 này. Cũng là đo và tính chu vi của hình này. Rồi chúng ta cũng tiến hành đo thôi. Ta đo cạnh đầu tiên là MN này, bằng mấy đây? Bằng 3 này. Được chưa? MN này bằng 3cm. Cạnh MP, MQ đi, bằng mấy đây? Bằng 2 này. Cạnh này bằng 2cm. Đó. QP ta đo bằng 3cm. Này bằng 3cm. Và NP bằng mấy? 2cm. Rồi có hết cạnh rồi, chúng ta chỉ việc cộng cạnh lại thôi. Chúng ta sẽ trả lời gì? Chu vi hình chữ nhật. Chu vi hình chữ nhật. Hình chữ nhật MNPQ, đúng không? MNPQ là đây, sẽ bằng mấy? 2 cộng 3 cộng 2 cộng với 3. Như vậy thì cũng giống như hình tứ giác vừa nãy, sẽ bằng gì? 10cm. Và đáp số 10 gì? 10cm. Xong. Rồi, tiếp theo chúng ta đến bài số 3. Ta hỏi mình điền cái số gì vào trong cái dấu chấm ấy nè. Trong hình bên có nè, bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác. Đó, vậy thì giờ hình tam giác chúng ta sẽ đếm nhé. Thế thì ta sẽ đếm hình tam giác này. Đếm ở trong trước nè. 1 nè. Thầy sẽ chấm nhẹ nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hình tam giác nhỏ, đúng không? Rồi, đến hình tam giác lớn này, cứ hai hình tam giác này chúng ta lại thấy tạo thành nè. Nè, đây là hình nữa là 7 nè, được chưa? Đây là 7 nhá. Thôi hình này đi, hai hình lớn này là 7 nè, 8 nè, được chưa? Rồi, tiếp theo nè, 9 nè, đúng không? Đây là 9 nhá, được chưa? Rồi, đây một hình nữa là gì? 10 hình nè. Được chưa? Còn hình nào nữa không? 10 hình đúng không? Vậy thì có 10 hình gì? 10 hình tam giác, em đếm lại coi đúng không? Còn hình nào được nữa không nhỉ? Hết rồi đúng không? Đây đến đây rồi, nếu hình này với hình kia thì không phải. 10, đây 11, 12. Đó. Vậy thì ở đây có tổng cộng là 12 hình tam giác. Được chưa? Đấy, có tổng cộng đây là 12 hình tam giác. Ta cứ ghi ra đây đã, nó là 12 hình tam giác thì tí nữa chúng ta sẽ kiểm lại. Và hình tứ giác này. 1 nè, 2 nè, được chưa? Rồi. Hình to đây là 3 nè, được chưa? Tiếp theo là hình thứ tư nè. Đó, được chưa nè? Rồi.
bốn hình rồi đúng không? Rồi hình thứ năm nè, năm hình nè, được chưa? Còn hình nào nữa không kem? Năm hình rồi nha. Và đây hình này, hình này thì đây là năm rồi, thì đây là sáu, bảy hình. Vậy thì có 7 hình tứ giác và 12 hình tam giác đúng không? Ta kiểm tra lại hình tam giác trước này. Các hình nhỏ là 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. 6 hình nhỏ này. 2 hình đây là 8 này. Đây 1 nữa là 9 này. Tương tự như vậy đây này là 10 này. Đây là 10, 11 này. Đúng chưa? Đó. 11 rồi đúng không? Đây. Hai hình này lại tạo thành một hình, hai hình nhỏ này là 12. Hai hình nhỏ này một hình nữa là 10, 13. Như vậy có là 13 hình đó các em ạ. 13 hình tam giác, hình tứ giác này. 1 2 hình lớn đây nữa là 3. Đây là 4. Được chưa? Tương tự như vậy thì góc bên này sẽ là 5. Đây một hình là 6, góc bên này sẽ là 7. Vậy thì sẽ có 7 hình tứ giác và 13 hình tam giác. Đó, các em đếm thôi. Đó, không biết là cái này có đúng không. Có thể thầy nhìn ở đây có thể là vẫn chưa đầy đủ. Đó, nếu mà em nào có kết quả khác chúng ta có thể để kết quả ở phần bình luận nhé. Rồi, họ bài số 4. Kẻ thêm một đoạn thẳng vào mỗi hình sau để được hai hình tam giác và một hình tứ giác. Đó, vậy thì chúng ta chỉ kẻ một đoạn thẳng thôi. Đoạn thẳng thì sẽ nối hai điểm đúng không? Bây giờ nếu chúng ta kẻ từ đây xuống đây thì nó chỉ được gì? Hai hình tam giác đúng không? Mà không có hình tứ giác. Do vậy chúng ta sẽ kẻ ở đây là một đường thẳng này. Là một đoạn thẳng này. Đó, thầy sẽ kẻ ở đây thì chúng ta sẽ được hai hình tam giác. Đó, hình tam giác ban đầu này, hình tam giác vừa kẻ xong này, là một hình tứ giác này. Được chưa? Đấy, rất là ngon lành đúng không? Rồi, ở đây họ yêu cầu là 3 hình tứ giác. Kẻ một đoạn thẳng thôi mà chúng ta được tới 3 hình tứ giác. Vậy thì nếu chúng ta kẻ ở đây được không? Đây, chúng ta kẻ từ đây sang đây thì có được 3 hình tứ giác không? Không có được, chỉ đây mới chỉ được một hình, 2. Đó, ta kẻ đây được không? Kẻ từ đây xuống đây được không? Nếu kẻ từ đây xuống đây thì nó sẽ chỉ có được mấy? Thêm một hình nữa, 2 hình à? Vậy các em kẻ thế nào? Theo các em thì chúng ta sẽ kẻ như thế nào thì để được một đoạn thẳng thôi mà được tới 3 hình tứ giác ở cái hình này? Ta sẽ kẻ nối đây đúng không? Hình tứ giác nghe các em. Nếu đây thì chỉ được mấy? Một hình tứ giác à? Kẻ sang đây được không các em? Không được. Đúng không? Vậy chúng ta chỉ kẻ cách nào? Kẻ cách này thôi. Đấy. Chỉ kẻ một hình như một đường thẳng như thế này thì chúng ta sẽ được 3 hình tứ giác này, hình thứ nhất này, hình thứ hai này và một hình lớn đây là 3. Đó, được chưa? Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái bài số 11. Và như thường lệ các em nhớ là hãy chia sẻ video giới thiệu kênh của chúng mình đến thật là nhiều những bạn đang học cùng lớp nha. Rồi, tạm biệt các em.